Từ ngày 1 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung tại 3 sở ngành và 2 quận huyện. 5 đơn vị triển khai thí điểm khoán xe công là Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Ban quản lý an toàn thực phẩm. Việc thí điểm khoán xe công tại 5 đơn vị này sẽ giúp ngân sách tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng một tháng. Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh hiện có 4 xe công, trong đó có 2 xe đã hết niên hạn sử dụng, được bàn giao cho Sở Tài chính. Còn lại 2 xe công do đơn vị đang quản lý, giao về cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong. Hiện toàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 700 xe công, nhưng không phải lúc nào cũng sử dụng hết công suất. Và khi lực lượng Thanh niên Xung phong quản lý chung tất cả các đơn vị của thành phố sẽ cân đối lại, giảm số lượng đầu xe xuống còn khoảng 300 xe. Như thế công suất mỗi xe sẽ tăng lên. Bình Thạnh chọn phương án là đi theo km, tức là đi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc này sẽ tiết kiệm được một khoản kinh phí đáng kể trong việc phục vụ cho xe công. Tuy nhiên, tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh là huyện ngoại thành có địa bàn rộng và khoảng cách xa so với trung tâm thành phố nên nhu cầu sử dụng xe khá nhiều, việc thuê xe cố định không đủ đáp ứng yêu cầu công tác. Sau khi có hướng dẫn của Sở Tài chính thì bàn giao hết các xe này và lực lượng này theo đề án được duyệt thì huyện Bình Chánh sẽ được hợp đồng với Thanh niên Xung phong thành phố để thuê 2 xe cố định. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 2 phương thức khoán xe cho các đơn vị là khoán cố định theo km với đơn giá khoán là 11.000 đồng một km hoặc khoán cố định theo tháng với mức 19,8 triệu đồng một tháng một xe. Đây là cái mức giá này là đã khảo sát tất cả các hãng giá của các hãng taxi và lấy cái mức giá bình quân để ra được cái 11.000 này. Còn về cái mức phương án thứ hai là khoán là 19.800 đồng một tháng một xe. Với cái mức khoán này là chỉ để cho các cơ quan đơn vị thực hiện cái đoạn khoán để thương thảo và ký hợp đồng với cái đơn vị mà cung cấp dịch vụ công để thực hiện. Theo tính toán, việc khoán xe công sẽ giúp tiết kiệm ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng một năm cho 5 đơn vị thực hiện thí điểm, nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng đủ số km thực tế sử dụng và nhu cầu bảo vệ tạp vụ. Ngoài ra, việc cho thuê xe công còn giúp tiết kiệm rất lớn vì giảm được khoản chi mua sắm xe mới, kiểm soát được kinh phí, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.